Toàn Audio Nam Định xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại đang được thưởng thức và tham khảo lại một lần nữa với một tuyệt phẩm loa nổi tiếng đến từ Nhật Bản với cặp loa Victor SX521. Sở hữu bát súp 32 và công suất lớn tới 600W trên tuyệt phẩm loa này. Và chúng ta còn thấy được rằng đây là một trong những cặp loa có cấu hình cực kỳ là sang trọng khi trưng bày cho những căn phòng khách lớn, sở hữu chất âm 2:1 cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke. Trong đoạn nhạc vừa rồi chúng ta có thể thấy được rằng với tín hiệu không mất tiền mà tôi đang mở từ trên TV xuống, nhưng chúng ta vẫn thấy được rằng đây là một trong những tuyệt phẩm loa mang lại chất âm cho những đôi tai sành nghe và có tính nhất với chất âm cực kỳ là tuyệt vời và đi kèm theo uy lực mạnh mẽ cho những không gian lớn và sở hữu chất âm vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke. Chúng ta cùng tham khảo lại một lần nữa trước máy quay với cặp loa Victor SX521. Sở hữu phần thùng vân gỗ nâu vàng rất đẹp và sang trọng, cao 65, ngang 36 cm, trọng lượng rơi vào khoảng 60 kg. Với công suất sở hữu của SX521 lên tới 600W cho cả đôi, trở kháng 6 ohm và độ nhạy cao 95 dB. Công suất 600W mạnh mẽ hơn và uy lực hơn rất nhiều những đối thủ loa của các hãng, ví dụ như là Onkyo, Daiton hay Pioneer ở phần khúc bass 32. Trên cặp loa Victor SX521 được trang bị 3 tuyến loa, một bass siêu trầm đường kính 32 cm, xương đúc và sở hữu bộ gân vải phong cong tẩm dầu siêu bền, cũng là siêu mềm tương đương như vải áo. Nam châm từ rất lớn, lớn tới gần 18 cm trên quả bát súp siêu trầm. Đây là ưu điểm đầu tiên của SX521 và nó rất đẹp. Phần bên trên là một quả trung âm với đường kính miệng 18 cm, xương đúc và nam châm từ ống bơ. Nó được trang bị cái nam châm y chang như là một cái ống bơ rất dài, dài gấp 2, gấp 3 lần những cái nam châm từ thường và đường kính miệng rất lớn, bởi vậy mang lại cho lời hát và tiếng nhạc cụ thể hiện cực kỳ là tuyệt vời. Phần trên cùng là một quả check dome titanium với đường kính 12 cm. Sơ bộ chúng ta có thể thấy được rằng trên cặp loa này được trang bị cực kỳ là tuyệt vời với 3 quả loa có giá trị lớn nhất cũng là gấu nhất trong phân khúc của những cặp loa bass súp 32, chơi hai phong cách nhạc vừa nghe các thể loại cũng như karaoke, và nó rất đẹp, đẹp tới từng cm. Phân tần được trang bị cực kỳ là gấu. Phía sau lưng của cặp loa còn đang mới tinh, quý vị quan sát chi tiết đó. Serie number của nó còn đầy đủ. Với phần thông số chúng ta cùng quan sát. Victor SX521 có xuất xứ đến từ Made in Japan, trở kháng 6 ohm và công suất 300W trên một loa, tương ứng với 600W trên cả đôi. Phân tần của nó cực khủng và được trang bị bảng đánh riêng biệt 4 cầu cho những anh em sành chơi nhất. Hai cầu trên là giải trung âm và giải check, hai cầu dưới là chuyên cho giải súp. Chúng ta có thể làm hai cái súp khủng đấu nguyên hai cầu dưới. Và từ những cái dây và dây bọc của nó còn đang là đầy đủ kèm theo loa. Rất ít những cặp loa mà còn mới và còn nguyên bản như thế này. Chúng ta thấy được rằng ở đây hai cái mà nút để chúng ta vặn siết dây rất là lớn và hai cọng dây to như chiếc đũa. Đẳng cấp chúng ta chỉ cần nhìn sơ bộ và xét từ cấu hình của loa, anh em có thể thấy rõ được đây là một trong những cặp loa cực kỳ là tuyệt vời. Giải giới của nó là loud bass woofer, đánh nguyên cho giải trầm. Tất cả từng góc cạnh của nó còn nguyên bản và còn đang mới, đẹp long lanh, thơm phức. Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng cặp loa trong phân khúc bass 32 rất ít có đối thủ bỏ xa những dòng loa ví dụ như là Pioneer S701 hay Onkyo 77X, 2X hay Daiton ở phân khúc bass 32. Đại đa số thì chúng ta thấy được rằng từ 460 cho tới 500W là hết tầm ở phân khúc bass 32. Và với Victor SX521 trang bị tới 600W, độ nhạy 95 dB, chơi được đa dạng các thể loại nhạc cũng như là cho karaoke của những căn phòng khách gia đình, hoàn toàn sẽ không tốn tới một xu để đầu tư thêm súp và trầm. Đây cũng là ưu điểm mà tôi giới thiệu rất là chi tiết trong đoạn clip cuối cùng này trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Quý vị thấy được rằng trong phân khúc tầm tiền chỉ mới tương đương với những cặp bốt nhỏ bé 301 Serie 3 hay đắt hơn những cặp loa full của tàu khựa
một vài triệu đồng, chúng ta có thể chơi ngay được những cặp loa mới chỉ ngắm nhìn thôi đã đủ phê rồi. Còn khi mà chúng ta thưởng thức chất âm của những dòng loa này, có lẽ rằng ở phân khúc tầm giá này quý vị sẽ không có điều gì để bàn luận thêm. Độ đẹp và độ sang trọng là dư thừa. Độ gấu và độ khủng 600 watt và trọng lượng 60 kg trên cặp loa tuyệt đẹp này, chúng ta thấy rằng nó xứng đáng tới từng đồng tiền bát gạo. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của anh em trên toàn quốc với kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552, luôn dành cho anh em với phong cách mau lẹ nhất, với những giá thành tốt nhất trên kênh của mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Warm smell of the leaders rising up.